Hương xin trân trọng kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm trực tiếp Khỏe là hạnh phúc của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Và quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình này qua website canthotv.vn. Và chương trình cũng đang được livestream trên hai nền tảng Facebook và YouTube Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị, chương trình rất hân hạnh được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu và sự phối hợp tuyên truyền của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhằm mang đến cho quý khán giả những thông tin, những kiến thức bổ ích để có thể biết cách phát hiện và điều trị các bệnh thường gặp trong cuộc sống. Chúng ta cùng nhau hướng đến thông điệp Khỏe là hạnh phúc. Và thưa quý vị, chương trình này, chương trình Khỏe là hạnh phúc sẽ được trực tiếp định kỳ vào 15:55 chủ nhật hàng tuần trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng đón theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi. Và chương trình kỳ 1 hôm nay, chương trình Khỏe là hạnh phúc, chúng ta sẽ cùng với các vị khách mời của chương trình nói về vấn đề phát hiện và điều trị COVID-19. Thưa quý vị, thưa các bạn, đồng hành cùng chúng ta trong chương trình tọa đàm kỳ 1 Khỏe là hạnh phúc hôm nay, Phụng Huy xin được trân trọng giới thiệu cùng quý vị sự hiện diện của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 2 Quỳnh Minh Trúc, giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Cần Thơ. Xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hồng, giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngô Phúc Mỹ, trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Phương Quyên xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến ba vị khách mời, ba bác sĩ đã dành thời gian đến với chương trình hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, để cho quý vị có thể giao lưu trực tiếp với các vị khách mời của chương trình, quý vị có thể đưa ra những thắc mắc, những câu hỏi của mình để các bác sĩ giải đáp xoay quanh các vấn đề của chủ đề chương trình hôm nay, thì hãy liên hệ với chúng tôi về hai số điện thoại đường dây nóng, đó là 02923600842 và 02923600843. Phụng Huy xin được nhắc lại một lần nữa hai số điện thoại đường dây nóng để quý vị liên hệ với chương trình, đó là 02923600842 và 02923600843. Hãy liên hệ với chương trình qua hai số điện thoại đường dây nóng này, đưa ra những thắc mắc của mình để cho các bác sĩ của chương trình giải đáp cho quý vị xoay quanh các vấn đề về việc phát hiện và điều trị COVID-19 quý vị nha. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hiện nay thì có thể nói là tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp. Và theo thông tin từ Bộ Y tế thì chỉ tính từ 6 giờ sáng ngày hôm nay cho đến 12 giờ 30 phút trưa nay ngày 4 tháng 7 đã có 260 ca mắc. Vậy là từ khi dịch bệnh xuất hiện ở nước ta cho đến nay thì đã có tổng cộng 17.716 ca ghi nhận trong nước và 1.854 ca nhập cảnh. Thưa quý vị, những số liệu trên cho thấy là số ca mắc COVID-19 tăng lên mỗi ngày, và để có thể góp phần tuyên truyền và kêu gọi mọi người dân chung tay phòng chống dịch bệnh, bảo vệ tốt cho bản thân và cộng đồng để đẩy lùi dịch bệnh là ý nghĩa thông điệp của chương trình hôm nay. Và để cho quý vị và các bạn có thể hiểu rõ về dịch bệnh này, trước tiên thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời bác sĩ Quỳnh Minh Trúc sẽ thông tin cho quý khán giả bệnh COVID-19 là gì ạ? Bệnh COVID-19 là một cái bệnh viêm đường hô hấp cấp tính, là được gây ra bởi cái một loại virus có tên là SARS-CoV-2, là thuộc cái dòng họ của cái virus corona. Thì cái virus này đó thì trước đây là năm 2003 thì đã từng gây cái dịch SARS, và qua quá trình biến đổi đó thì đến năm 2019 thì là nó biến đổi rất là, nó tiếp tục là gây ra cái đợt dịch mới từ tháng 12 năm 2019 cho đến nay. Thì cái đặc điểm của loại virus này là chúng ta thấy qua một năm rưỡi dịch bệnh đã phát triển trên thế giới và trên tại Việt Nam chúng ta đó, thì chúng ta thấy đặc điểm của loại virus này đó là nó có sự biến thể rất là nhanh. Hiện tại bây giờ là trên toàn quốc chúng ta qua các đợt dịch thì chúng ta thấy là có tổng cộng là 7 loại cái biến chủng virus, mà trong đó là biến chủng virus mà quan trọng nhất là và nguy hiểm nhất là biến chủng từ Anh và gần đây là của Ấn Độ. Thì cái virus này đó thì nó có thể lây lan trực tiếp qua cái tiếp xúc gần, qua những cái giọt bắn của đường hô hấp,
hay có dịch đường hô hấp. Và cái gần đây thì ta thấy là những cái khi chúng ta nói chuyện và trong cái môi trường không gian kính, cái tạo những cái gọi người ta gọi là khí dung, là những cái giọt cái giọt mà hô hấp nhỏ đó, thì nó có thể lơ lửng và nó thể có thể lây truyền được. Và cái thì do cái bệnh cái COVID này là do cái virus, thì chúng ta biết là đặc điểm của cái virus đó thì nó chưa có thuốc đặc trị đặc hiệu. Và gần đây thì cũng đã có những cái loại vaccine, tuy nhiên thì cái vấn đề vaccine thì cũng do cái thời gian ngắn, thì cũng như vấn đề về cái vaccine cũng chưa được đánh giá một cách đầy đủ. Xin được cảm ơn bác sĩ Quỳnh Minh Trúc ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta biết là dịch bệnh COVID-19 đã bùng phát và gây ra nhiều thiệt hại cho nhân loại gần 2 năm rồi. Và những triệu chứng, những biểu hiện của bệnh COVID-19 thì có thể nói là chúng ta đã nghe tuyên truyền thường xuyên, hầu như là mọi người ai cũng biết, có thể nói là thuộc nằm lòng, đó là những cái triệu chứng như sốt, ho, đau họng. Tuy nhiên, bệnh cảm cúm thông thường và những bệnh lý về đường hô hấp thì cũng có những triệu chứng sốt, ho và đau họng. Vậy thưa các bác sĩ, làm sao để người dân có thể phân biệt giữa những bệnh cảm cúm thông thường và bệnh COVID-19? Xin mời bác sĩ Trần Mạnh Hồng thông tin cho quý khán giả. Kính thưa quý khán giả, kính thưa bạn xem đài, thì như chúng ta đã biết thì virus cúm với virus COVID-19 thì nó có những cái triệu chứng viêm lông đường hô hấp gần như giống nhau, nhưng mà mình phải nói cái đặc điểm tình hình chung của virus COVID-19 thì nó có ba cái yếu tố mà quan trọng nhất mà chúng ta cần phải chú ý. Thứ nhất là yếu tố dịch tễ. Khi chúng ta nói yếu tố dịch tễ thì thứ nhất là người này phải đi từ vùng dịch tễ đi về. Thứ hai là chúng ta phải có cái tiếp xúc với cái người mắc bệnh. Đó là hai cái yếu tố mà tôi nói cho là rất là quan trọng. Mà chúng ta mà không khai thác được hai yếu tố này, là chúng ta bỏ lỏng hai yếu tố này thì rất là nguy hại và lây lan cho cộng đồng rất là lớn. Cái vấn đề thứ hai nữa là các cái triệu chứng lâm sàng thì nói chung thì đây là những cái triệu chứng của cái viêm lông đường hô hấp. Thứ nhất là bệnh nhân này có ho, sốt, đau họng, hắt hơi, sổ mũi, hoặc là nặng hơn thì bệnh nhân có gây những tình trạng là khó thở khi gắng sức, hoặc là những cái cơn đau tức ngực. Thì những cái triệu chứng này thì thường thì bắt bệnh nhân phải đi vào viện. Và cái cuối cùng nữa, để chúng ta xác định được bệnh nhân này có bị mắc SARS-CoV-2 hay là không, thì hiện tại bây giờ thì chúng ta có hai cái xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất là xét nghiệm test nhanh. Xét nhanh thì nó giúp cho chúng ta được làm. Thì thứ nhất là cái hiệu quả là rất là nhanh chóng, cái tầm soát ra được cái bệnh mà bị mắc virus hay là không mắc virus. Có nghĩa là sau khi mà chúng ta làm khoảng 15 phút thì chúng ta có bị mắc cái virus này hay là không. Còn nếu mà chúng ta bị mắc virus thì chúng ta phải làm một cái xét nghiệm khẳng định là nó có bị mắc SARS-CoV-2 này hay là không. Là cái xét nghiệm bây giờ chúng ta đang làm đó là Real-time PCR. Thì hiện tại bây giờ thì có 3 nơi mà chúng ta làm được của trong thành phố Cần Thơ chúng ta, đó là trung tâm CDC, bệnh viện đa khoa thành phố, bệnh viện đa khoa trung ương. Đều 3 chỗ đều làm được những cái test để khẳng định. Và lưu ý lại bà con có 3 cái yếu tố rất quan trọng là dịch tễ, thứ hai là triệu chứng và thứ ba là chúng ta phải làm xét nghiệm. Vậy thì khi một người mà có những cái biểu hiện, cái triệu chứng như bác sĩ Trần Mạnh Hồng vừa nói, tức là nghi ngờ mắc COVID-19 thì người đó phải làm những gì thưa bác sĩ Trần Ngô Phúc Mỹ? Khi mà chúng ta thấy là chúng ta nghi ngờ là chúng ta có thể bị mắc COVID-19 thì mình cái chuyện mình làm ngay là mình thực hiện ngay cái thông điệp 5K của Bộ Y tế, là mình luôn luôn phải đeo khẩu trang và tự giới hạn mình ở trong cái phòng riêng, giữ khoảng cách tối thiểu là 2 mét với những người xung quanh. Và khi đó mình sẽ gọi ngay đến cơ sở y tế gần nhất hoặc là đường dây nóng của Bộ Y tế để xin được tư vấn. Sau khi tư vấn, nếu mà cần phải di chuyển tới cơ sở y tế thì mình phải di chuyển trong tình trạng rất là an toàn, tức là luôn luôn đeo khẩu trang khi di chuyển tới cơ sở y tế và luôn luôn giữ khoảng cách với người xung quanh, hạn chế vô cùng tiếp xúc với những người xung quanh. Đến cơ sở y tế thì mình sẽ khai báo y tế thật là trung thực và làm theo hướng dẫn của nhân viên y tế. Sau đó mình sẽ gọi điện để thông báo với người thân và cơ quan quản lý mình trong công việc để mình báo về tình trạng của mình hiện tại. Và lúc nào cũng nhớ là giữ thông điệp 5K của Bộ Y tế. Những cái vật dụng mình sử dụng như là khẩu trang hay là khăn chườm mũi thì mình phải bỏ vào cái túi ni lông và cột gút lại riêng.
À, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Ngô Phúc Mỹ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cũng theo thông tin từ Bộ Y tế mà chúng tôi vừa mới cập nhật, thì đến 12 giờ trưa ngày hôm nay thì cả thế giới có tổng cộng 183.943.729 ca mắc, trong đó thì 168.356.307 ca đã khỏi bệnh, 3.981.891 ca tử vong. Và chỉ trong 24 giờ qua thì số ca mắc của thế giới tăng 447.295 ca, tử vong tăng 9.382 ca. Và dịch bệnh COVID-19 thì có thể nói là bùng phát gần 2 năm rồi. Vậy thì thưa các bác sĩ, ngành y học đã có những cái nghiên cứu cũng như là những cái áp dụng những cái phương pháp điều trị nào cho các bệnh nhân COVID-19 để có thể hạn chế mức thấp nhất các bệnh nhân tử vong, thưa bác sĩ Trần Mạnh Hồng? Chắc kính thưa quý bà con, kính thưa MC Phương Nguyên, nếu mà mình nói mình dân gian hay nói câu là chúng ta phải phòng bệnh hơn chỉ bệnh. Yeah. Nếu mà chúng ta phải phòng trước chứ mà để cho nó mắc rồi chúng ta trị thì nó rất là khó. Yeah. Và cái phòng bệnh thì như nãy giờ như bác sĩ Mỹ cũng thông tin đến quý bà con rồi đó, thì cái phòng bệnh thì chúng ta phải dùng khoảng cách tức là 5K, mà bây giờ thì có vaccine, 5K cộng với vaccine là hiệu quả, và người ta nói là sẽ tạo ra một cái miễn dịch cộng đồng. Yeah. Thì nó mang tính cách điều trị lâu dài cho cái miễn dịch trong cộng đồng của chúng ta. Còn một khi mà đã mắc rồi chúng ta làm sao hạn chế được tình trạng tử vong, hạn chế được những cái triệu chứng nguy hiểm để chúng ta vào viện. Thì khi mà chúng ta đi từ vùng dịch đi về, chúng ta có cái chuyện đi từ vùng dịch về, hay là chúng ta có tiếp xúc với một người F0 mà sau khi được thông báo, thì bà con phải hết sức bình tĩnh, đừng nên hoang mang quá, để đừng lo sợ quá. Tại vì không phải là tất cả đều mắc mà rồi tử vong hết. Tại vì chúng ta thấy cái tỷ lệ tử vong chúng ta chiếm có khoảng 0.3-0.4% thôi, trên cái tổng số đó rất là thấp, cái tỷ lệ rất là thấp. Mà cả Việt Nam chúng ta mà tới bữa nay thì cái tỷ lệ mắc thì gần 19.500. Yeah. Mà trong đó tỷ lệ tử vong cho tới 12 giờ trưa nay thì có 86 ca. Yeah. Thì các thấy rồi. Mà riêng Cần Thơ chúng ta là đã tiếp nhận là 35 ca, mà chúng ta đã điều trị khỏi và thành công là 34 ca, chỉ còn 1 ca là nằm thôi. Yeah. Thì mà các bà con cũng hết sức bình tĩnh là quan tâm cái chuyện này. Thứ nhất á, thì tôi nói là thứ nhất là chúng ta đi điều dịch đi về là chúng ta phải khai báo y tế. Yeah. Cái khai báo y tế là rất quan trọng. Và thứ hai là chúng ta tự cách ly, chúng ta để theo dõi. Cái thứ hai nữa là khi mà chúng ta có tiếp xúc rồi đó, thì chúng ta cũng phải tự khai báo, tự cách ly, và chúng ta cũng phải tự đi làm xét nghiệm. Yeah. Cái này là nói về ý thức của người dân, mà chúng ta phải nói là phải đặt cái ý thức lên trên rất rất là cao, thì chúng ta mới gọi là toàn dân chúng ta mới phòng chống dịch được. Yeah. Chứ không thể nào là một cá nhân hay một tập thể hay một đoàn thể hay một nào đó mà để chúng ta có thể là chiến thắng với dịch bệnh này được đâu. Nên bà con phải cùng chung tay với nhà nước, cùng chung tay với chính phủ rồi này nọ, thì chúng ta mới mau chóng để chiến thắng được cái bệnh dịch này. Còn nếu khi chúng ta đã mắc rồi thì tôi nên khuyên các bà con là nên cách ly tập trung ở tại một cái cơ sở y tế. Yeah. Và ở đây thì chúng ta có giao cho 4 cái bệnh viện lớn ở tuyến thành phố. Thứ nhất là đối với Bệnh viện Đa khoa Trung ương thì được Bộ Y tế phân công là thu nhận những trường hợp nặng, những trường hợp khó của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thứ hai là Bệnh viện Đa khoa thành phố. Thứ ba nữa là Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi. Và đối với trẻ em thì nằm ở Bệnh viện Nhi Đồng. Thì được có 4 cái tuyến để phân công để tiếp nhận cũng như là điều trị cách ly cho những cái trường hợp mà mắc SARS-CoV-2. Để giảm cái tỷ lệ tử vong thì tôi nghĩ thì tới bây giờ thì trên thế giới cũng chưa có một cái thuốc đặc trị nào để điều trị SARS-CoV-2. Chúng ta điều trị đó là những cái triệu chứng. Khi mà chúng ta phát hiện sớm, chuẩn đoán sớm và chúng ta điều trị sớm thì tỷ lệ thành công rất là cao. Và tôi nói đây là tỷ lệ thành công rất là cao. Trong những trường hợp vừa qua thì đa số những bệnh nhân đến thì do bệnh nhân được cách ly ngay từ khi nhập cảnh về, hoặc là cách ly ngay trên khu cách ly, và sau khi phát hiện xét nghiệm xong thì đưa vào tập trung, thì bệnh nhân thì cũng được xuất viện sau thời gian điều trị 14 ngày đến ca mà dài nhất của bệnh viện nằm ở trên Bệnh viện Lao Bệnh Phổi là 41 ngày. Yeah. Với một chuyên gia của người Nga. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là ngoài cái chúng ta phát hiện các cái triệu chứng, ta điều trị cái triệu chứng, thì chúng ta phải tầm soát cái bệnh lý nền của người bệnh đó, để chúng ta phát hiện cái bệnh lý nền này nó có ảnh hưởng gì đến cái quá trình điều trị của chúng ta hay là không, thì chúng ta mới. Và cái thứ hai nữa là trong cái khai báo cũng như cái điều trị mà
bệnh á, thì bà con cũng nên hợp tác và nên khai báo rõ những cái bệnh lý trước đây của mình, những cái tiền sử bệnh của mình để cho bác sĩ tiện theo dõi cũng như để chuẩn đoán và điều trị sớm cho bà con. Xin cảm ơn bác sĩ Trần Mạnh Hồng. Qua những con số thống kê thì chúng ta thấy là số ca mắc cao nhưng mà những cái số ca khỏi bệnh thì cũng rất nhiều, cho thấy là quá trình chạy đua của ngành y tế trong việc tìm ra những cái phương pháp điều trị cũng như là ngăn chặn dịch bệnh này lây lan là cả một kỳ công để bảo vệ cả thế giới, phải không ạ? Và thưa bác sĩ Trần Mạnh Hồng, tiếp tục nói về vấn đề điều trị thì một người bị mắc COVID-19 thì thời gian điều trị trong bao lâu thì sẽ khỏi bệnh? Thì khi mà một bệnh nhân mà mắc SARS-CoV-2 á, được chuẩn đoán mà nằm điều trị tại bệnh viện thì bệnh viện thực hiện theo cái quyết định 2008 của Bộ Y tế ký ngày 24 tháng 4 năm 2021. Thì gần đây thì Sở Y tế cũng có một cái công văn hướng dẫn cái quyết định này là công văn 2959 ký ngày 2 tháng 7 2021. Thì tiêu chuẩn khi bệnh nhân được ra viện, thứ nhất á, là bệnh nhân phải có hết những cái triệu chứng lúc ban đầu bệnh nhân vào viện. Ví dụ như bệnh nhân sốt thì bệnh nhân bây giờ hết sốt. Bệnh nhân ho thì có thể là giảm ho, có thể là đau ngực thì bớt đau ngực, và những cái triệu chứng lâm sàng, những cận lâm sàng, nhất là cái xét nghiệm chuẩn đoán hình ảnh bệnh nhân gần như trở về bình thường. Thì bệnh nhân sẽ về mặt đó là mặt về lâm sàng và cận lâm sàng. Và cái thứ hai nữa là bệnh nhân phải nằm ít nhất là 14 ngày tại cơ sở y tế, và bệnh nhân phải có được 2 đến 3 lần xét nghiệm bằng Real-time PCR và âm tính liên tục trong vòng 48 đến 72 giờ. Và cái xét nghiệm cuối cùng là phải 24 giờ trước khi xuất viện mà âm tính thì bệnh nhân mới được xuất viện. Và bệnh nhân xuất viện thì xuất viện ở đâu? Thì bây giờ chúng ta có một cái quy định mới nữa là khi hồi đó thì chúng ta là xuất viện thì chúng ta lại cho đi cách ly tập trung nữa ở một cái cơ sở của quân đội hay một cái cơ sở của nhà nước gì đó. Thì bây giờ sợ quá tải, bây giờ thì ta đang quá tải. Thì bây giờ thì sau khi có cái công văn hướng dẫn của Bộ Y tế cũng như là công văn cái quyết định của Bộ Y tế cũng như là công văn của Sở Y tế, thì sau khi xuất viện thì bệnh nhân được cho về nhà, cho về nhà và tiếp tục theo dõi 14 ngày tùy theo cái quản lý của y tế cơ sở cũng như là CDC tại địa phương nơi cư trú của bệnh nhân này. Thì bệnh nhân này sẽ được xét nghiệm 2 lần nữa vào ngày thứ 10 và ngày thứ 14 bằng cái xét nghiệm và Real-time PCR. Nếu mà trong giai đoạn này bệnh nhân có tái dương thì bệnh nhân vẫn tiếp tục cách ly ở nhà thêm một tuần nữa và đến xét nghiệm là âm tính. Thì cái này là có cái hướng dẫn mới và Sở Y tế mới hướng dẫn vào ngày 2 tháng 7 năm 2021. Thì mới cập nhật đây. Thì như vậy thì bây giờ chúng ta đang nói một cái vấn đề là cái cách ly tại nhà của người bệnh nhân này, thì bây giờ nó rất là nhiều cái chuyện này chúng ta nói là ý thức của người dân nữa. Cái ý thức của cộng đồng, ý thức của người nhà, ý thức của người bệnh nó phải tốt thì mới thực hiện được tốt cái trường hợp này. Dạ, thưa bác sĩ Hồng, trên thực tế thì chúng tôi được biết là có những bệnh nhân COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh rồi nhưng mà lại tái nhiễm trở lại. Bác sĩ Hồng có thể thông tin cho quý khán giả về tình trạng này ạ? Cái tái nhiễm thì mình hiểu theo cái từ nôm na có nghĩa là mình nhiễm cái con COVID-19 này rồi sau khi mình lưu cái mẫu rồi sau đó mình mới nhiễm lại một con khác, tái cái nhiễm lại con khác. Thì bây giờ mình phải giải cái trình tự gen mình mới biết là nhiễm hay không nhiễm con khác. Cái thứ hai á, thường thì bây giờ ở Việt Nam chúng ta chỉ xác định là những trường hợp tái dương thôi. Tái dương thì nó cũng có một số ít trường hợp sau khi điều trị xong rồi chúng ta làm xét nghiệm 3 lần âm tính rồi cho về cách ly ở địa phương 2 tuần đến 3 tuần. Sau đó thì bệnh nhân này có những cái triệu chứng đường hô hấp, bệnh nhân xét nghiệm lại thì bệnh nhân có cái xét nghiệm dương lại. Thì cái này kêu là tái dương. Tái dương này có hai cái vấn đề của tái dương. Tái dương cái thứ nhất á là do cái số lượng của cái con virus nó hoạt hóa trở lại, nhưng mà ở tỷ lệ rất là ít, không đủ khả năng gây bệnh trầm trọng nặng. Cái thứ hai nữa là khi mà con virus này nó chết, nó để lại cái xác của cái con virus này á, thì nó vẫn dương, nhưng mà dương này là dương sai. Thì bà con cũng rất là yên tâm tại những trường hợp mà tái dương này thì người ta chứng minh rằng thì chưa có trường hợp nào mà
lây lan trở thành những cái dịch trong cộng đồng cả. Dạ, xin được cảm ơn bác sĩ Trần Mạnh Hồng ạ. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chúng ta đều biết là hiện nay thì dịch bệnh COVID-19 đang có diễn biến vô cùng phức tạp. Vì vậy chúng ta cần thực hiện đúng các quy định phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế. Bộ Y tế khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19. Dịch bệnh COVID-19 trên thế giới đang diễn biến rất phức tạp. Số lượng người mắc bệnh và người chết gia tăng. Đã phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân: 1. Hạn chế đến nơi công cộng, tụ tập đông người không cần thiết. 2. Không chủ quan lơ là, luôn đề cao cảnh giác phòng chống dịch. Khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép, cần lập tức thông báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, xử lý kịp thời. 3. Thực hiện tốt khuyến cáo 5K để phòng chống dịch COVID-19. Đeo khẩu trang vải thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay. Vệ sinh các bề mặt vật dụng thường xuyên tiếp xúc như tay nắm cửa, điện thoại, máy tính bảng, mặt bàn, ghế. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập đông người. Thực hiện khai báo y tế trên FNCoV. Cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn. Vì lợi ích của đất nước, cộng đồng và của chính mình, mỗi người dân Việt Nam hãy đồng lòng quyết tâm giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những thông điệp kêu gọi phòng tránh COVID-19 của Bộ Y tế. Và cũng thông tin từ Bộ Y tế cho biết là từ nay cho đến đầu năm 2022 thì Việt Nam sẽ thực hiện chiến dịch tiêm chủng quốc gia phòng COVID-19 để tiến tới đạt miễn dịch cộng đồng, đảm bảo khoảng 70 triệu người dân được tiếp cận với vaccine. Đây quả là một thông tin rất vui phải không ạ? Và Phụng Quyên tin rằng là với sự đoàn kết chống dịch ở nước ta hiện nay thì dịch bệnh sẽ sớm được đẩy lùi. Và thưa các bác sĩ, để cho người dân của chúng ta có thể hiểu rõ cũng như chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch COVID-19 thì Phụng Quyên xin mời bác sĩ Quỳnh Minh Trúc giải thích cho quý khán giả được rõ những cái lợi ích khi mà thực hiện thông điệp này của Bộ Y tế. Thưa cô Phương Quyên, thưa tất cả các bạn đang xem đài, thì trong cái 5K đó thì đầu tiên là cái khẩu trang. Khẩu trang thì chúng ta cũng biết đó là cái lây bệnh là do cái tiếp xúc gần, mà là qua những cái giọt bắn, cái đường hô hấp hoặc là những cái những hạt nhỏ cũng dịch đường hô hấp mà nó lơ lửng trong không khí đó. Thành ra là cái mang khẩu trang đó là nó để là ngăn những cái giọt bắn từ cái người bệnh là có thể là lan truyền qua cho đến cái người tiếp xúc. Cái mang khẩu trang nó có lợi ích không chỉ là nó bảo vệ cho cái người cho cái người mà mang khẩu trang mà coi như bảo vệ cho cộng đồng. Ví dụ người ta thấy ví dụ như là nếu mà không mang khẩu trang đó mà trong tiếp xúc gần đó, thì coi như là cái nguy cơ rất là cao. Nhưng mà khi mà cái người là mình mang khẩu trang mà cái người đối diện mình nói chuyện với mình đó không mang khẩu trang đó thì cũng còn nguy cơ cao. Nhưng mà trường hợp cái người nói chuyện với mình đó là mang khẩu trang, mình không mang khẩu trang thì nguy cơ lại thấp hơn. Còn cả hai người đều mang khẩu trang hết thì trong cái khoảng cách mà trên 2 mét đó thì coi như nguy cơ rất thấp. Cái đó rất là có lợi ích. Và đặc biệt chúng ta mang khẩu trang thì chúng ta cũng lưu ý một số cái vấn đề. Thì như trong cái clip của Bộ Y tế đã các bạn đã xem lúc nãy đó, thì chúng ta thấy là trong điều kiện bình thường thì chúng ta có thể là mang cái khẩu trang vải được rồi. Rồi cái còn trong cái môi trường mà cán bộ y tế thì chúng ta là tiếp xúc với người bệnh nhân thì chúng không biết là cái là bệnh gì thì chúng ta có thể là mang khẩu trang y tế. Và trong cái những người khu cách ly hoặc những người có tiếp xúc nguy cơ cao thì chúng ta sẽ đeo cái khẩu trang y tế mà cái dạng chất lượng cao. Ví dụ khẩu trang N95.
Thì đối với cái khẩu trang vải đó, vậy chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ đeo làm sao mà cho nó vừa chọn cái vừa khít cái khuôn mặt. À, rồi cái chúng ta là lưu ý là chúng ta không có đeo cái khẩu trang mà bị rách, yeah, bị hư. À, rồi coi như chúng ta là làm sao mà cho ôm sát cái khuôn mặt của chúng ta, che kín cái mũi, cái miệng. Rồi còn cái khẩu trang y tế đó thì chúng cũng vậy. Chúng ta cũng chú ý là chúng ta sẽ đeo làm sao mà chú ý là chúng ta là tránh cái tình trạng là chúng ta đeo, có người đeo là chỉ có đeo cái vùng miệng thôi, chỉ chừa cái lỗ mũi ra để thở đó, thì không đúng. Là chúng ta đeo thì chúng ta chú ý là cái khớp phía trên đó là nó có có một cái sợi dây để chúng ta cài cho nó khớp với cái sống mũi để nó che kín khuôn mặt. Và cái nữa đó thì chúng ta coi chừng là chúng ta có dễ bị đeo là coi như lộn bề cái mặt đậm đó chúng ta để phía ngoài, và cái mặt mà lợt đó chúng ta đeo trong. Và một cái cũng lưu ý của để đeo khẩu trang đó, khi chúng ta tháo, chúng ta mang khẩu trang thì chúng ta cầm cái sợi dây thôi, chứ chúng ta tránh là chúng ta cầm trực tiếp lên cái khẩu trang thì lúc đó là nó khẩu trang nó đã bị dơ rồi đó, thì coi như là nó cũng dễ bị lây nhiễm. Còn về cái thứ hai nữa là cái vấn đề khẩu trang vải thì chúng ta nên là coi như là chúng ta có thể giặt hàng ngày bằng xà bông tối thiểu là một ngày một lần. Rồi chúng ta phơi nắng rồi chúng ta có thể là ủi để chúng ta sử dụng tiếp. Và chúng ta khẩu trang thì chú ý là chúng ta phải bỏ vào những cái thùng rác có nắp đậy là đúng nơi, chúng ta không có vứt bừa bãi. Còn cái ca thứ hai đó là cái khử khuẩn. Khử khuẩn thì chủ yếu là sát khuẩn cái của bàn tay là chủ yếu. Thì chúng ta thấy là cái giọt bắn mà đường hô hấp của người bệnh đó mà bắn ra môi trường đó, thì coi như ngoài cái vấn đề lây trực tiếp cho tiếp xúc gần á, thì có thể là sẽ bắn ra cái môi trường xung quanh. Thì cái bàn tay chúng ta là coi như chạm vào, chúng ta đưa lên mũi miệng, thì đó là cũng là một cái đường lây. Do đó cái vấn đề sát khuẩn là thường xuyên là rất là quan trọng. Là cái thứ nhất là sát khuẩn cái bàn tay chúng ta, hoặc là rửa tay bằng cái xà phòng. Thì chúng ta chú ý là cái thời gian, chú ý là chúng ta rửa tay thì ít nhất cũng phải là 20 giây. Chúng ta đếm từ 1 cho tới 20, ví dụ như rửa tay đó. Rồi chúng ta có cái dung dịch sát khuẩn đó, thì chúng ta lưu ý là chúng ta dùng cái dung dịch mà có nồng độ cồn ít nhất là 60% trở lên. Và chúng ta là lau chùi cái môi trường bên ngoài, cái nơi sống, nền nhà, rồi những cái nơi mà chúng ta dễ tiếp xúc, ví dụ như nắm tay, đặc biệt là những cái nơi mà coi như là công cộng đó, thì sau là mỗi lần chúng ta là tiếp xúc những cái nơi đó thì chúng ta cũng phải là sát khuẩn tay cho tốt. Rồi cái thứ ba nữa là cái vấn đề là giữ khoảng cách. Thì người ta cũng nghiên cứu rồi cái độ khoảng cách, thì chúng ta tối thiểu coi như là chúng ta an toàn đó là nước ngoài thì của WHO và của CC Mỹ đó thì người ta nói là cũng khoảng là 6 feet. Thì coi như là của mình đó là coi như là 1.8 mét, là cho thì chúng ta khuyến cáo là coi như giữ khoảng cách là 2 mét là coi như khá an toàn. Và cái nữa thì cái nữa là không tụ tập. Đặc biệt thì chúng ta thấy là thì do cái khoảng cách đó mà chúng ta tụ tập, mà đặc biệt là tránh tụ tập trong những cái môi trường không gian hẹp mà coi như phòng kín đó, thì coi như là cái khả năng mà những cái hạt siêu nhỏ có thể bay lơ lửng mà coi như lây trực tiếp đó, rất là cao. Rồi cái nữa là cái khai báo y tế là cũng rất là quan trọng. Thì chúng ta biết là cái bây giờ chúng ta phát hiện cái vấn đề kiểm dịch, hoặc là chúng ta kiểm soát những cái nơi mà chúng ta đến tụ tập đông người đó là qua cái vấn đề đo thân nhiệt, thì coi như không, hầu như không có hiệu quả bao nhiêu. Tại vì là những cái đợt ví dụ như dịch ở Hải Dương thì chúng ta thấy là cái không có triệu chứng, nó lên tới coi như là gần 80%. Còn cái đợt này thì theo thống kê cho đến bây giờ đó thì không có triệu chứng là nó cũng khoảng là 42%. Do đó là có những người không có triệu chứng gì hết đó, thì chúng ta là cái vấn đề mà tiếp xúc từ vùng dịch trở về để khai báo cho nó chính xác đầy đủ á là rất quan trọng, như nãy chỗ của mà là bác sĩ Hồng đã nói đó. Thì cái vấn đề khai báo đó thì chúng ta cũng chú ý là nó sẽ giúp ích rất nhiều cho vấn đề mà để mà phát hiện sàng lọc những cái ca nghi ngờ.
Tại vì chúng ta nói bây giờ là thí dụ vô các bệnh viện đó, có nơi là cũng có sàng lọc xét nghiệm 100%, tuy nhiên đó thì qua một thời gian thì cũng bị có ca nhiễm, bị là vỡ trận. Lý do là thường đó là thí dụ như chúng ta sàng lọc 100% đi, thì lúc đó là chẳng may nó lọt vô cái giai đoạn mà cái người bệnh ủ bệnh đó, chưa có phát hiện bệnh đó. Thì coi như qua cái giai đoạn sau thì nó đầu là nó dương, thì chúng ta sẽ là cũng bị là vỡ trận. Do đó là trong cái vấn đề mà sàng lọc trong các bệnh viện và trong các cơ sở công nghiệp đó, thì chúng ta lưu ý là cái thời gian mà chúng ta xét nghiệm sàng lọc đó, thì cái xét nghiệm đó thường là chúng ta nên là từ 3 cho tới 5 ngày chúng ta là xét nghiệm lại. Thì nó mới tốt được. Xin được cảm ơn bác sĩ Quỳnh Minh Trúc ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua những thông tin mà bác sĩ Quỳnh Minh Trúc vừa cung cấp thì chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn đã lưu ý để có thể chúng ta tuân thủ nghiêm túc, tuân thủ đúng các thông điệp của Bộ Y tế về việc phòng chống COVID-19 để có thể bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình là điều cần thiết nhất hiện nay quý vị nha. Và thưa các bác sĩ, trong các biện pháp mà chúng tôi nhận thấy là nước ta đang áp dụng để tránh lây lan dịch bệnh hiện nay, thì có thể nói một trong những biện pháp đó là biện pháp cách ly là hữu hiệu. Giả sử như có chỉ thị cách ly tại nhà, thì những cái người cách ly đó phải thực hiện chế độ cách ly như thế nào để có thể phòng tránh lây nhiễm cho các thành viên trong gia đình, thưa bác sĩ Phúc Mỹ ạ? Thì thật ra cho tới thời điểm hiện tại thì cách ly tại nhà thì chỉ ở nước mình là đang áp dụng là cho đối tượng F2. Yeah. F2 thì cách ly tại nhà thì có những cái quy định, mà những cái quy định đó thì giống như nãy giờ bác Trúc đã nói, cũng dựa trên cái thông điệp 5K của Bộ Y tế và diễn giải ra. Thì khi mà đối tượng, những người mà thuộc diện cách ly tại nhà thì bắt buộc phải tuân thủ vào cái quy định cách ly. Yeah. Là ở nhà thì tốt nhất là có cái phòng riêng. Và nếu mà không có cái phòng riêng á, thì cái giường ngủ cũng kê cách xa nhau tối thiểu là 2 mét giữa hai cái giường ngủ, để cố gắng hạn chế giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa với những người xung quanh. Và cái người mà được cách ly tại nhà là luôn luôn phải mang khẩu trang. Và cái phòng để cách ly cho người ở cách ly á, hoặc là cái nơi lưu trú chung á, mà thì phải thông thoáng, là mở cửa để mà cái luồng khí có thể thông thoáng. Và giới hạn đồ vật dụng ở trong đó, ở trong phòng ít được vật dụng thôi, và thường xuyên khử khuẩn lau bề mặt các vật dụng. Người mà được cách ly tại nhà thì mỗi ngày đều phải là theo dõi nhiệt độ của mình sáng chiều, và ghi vào cái sổ sức khỏe của mình. Và tự theo dõi, rồi tự khai báo với cái người giám sát mình, giám sát trực tiếp mình. Nếu mà có bất kỳ các triệu chứng mà nghi ngờ, ví dụ như sốt hay là ho hay đau ngực mà mình nghe truyền thông hoài rồi đó, thì phải báo ngay với người giám sát của mình, và hạn chế tối đa là không ra khỏi cái phòng cách ly riêng của mình. Ăn uống và tự phục vụ vệ sinh cá nhân ở trong cái phòng cách ly riêng đó. Và tất cả những vật dụng mà như khẩu trang mình sử dụng, hay là khăn chùi mũi, hay là những chất thải sinh hoạt, thì bỏ vào một cái túi ni lông cột lại và để ở trong cái góc phòng. Thì nói chung là cố gắng hạn chế tối đa không có tiếp xúc với người xung quanh, và không được ra khỏi nơi cách ly theo quy định cho tới theo thời gian quy định, cho đến khi nào đủ thời gian quy định và được phép của cơ sở y tế hoặc là người giám sát. Và còn đối với những trường hợp F0, tức là những người đã nhiễm bệnh rồi, thì các F1, F2, F3 phải thực hiện cái quy trình cách ly như thế nào, thưa bác sĩ Quỳnh Minh Trúc ạ? Theo quy định của Bộ Y tế hiện giờ đó, thì cái F0, tức là cái người đã bị nhiễm đó, thì phải cách ly điều trị ở trong bệnh viện. Ví dụ như Cần Thơ chúng ta thì sẽ chuyển vào bệnh viện lao và bệnh phổi của chỗ của bác sĩ Hồng để mà điều trị. Còn những người tiếp xúc gần với cái người mà là bị nhiễm bệnh là F0 đó, thì chúng ta gọi là F1. F1 thì theo quy định hiện tại thì phải là cách ly trong cái cách ly tập trung, trong cái những khu mà đã được quy định của chính quyền địa phương. Và những người cách ly tập trung thì phải tuân thủ theo cái nội quy quy định trong cái khu cách ly tập trung. Còn cái thứ ba nữa là trường hợp F2 thì là những người tiếp xúc với cái những người tiếp xúc gần ở vòng 1 đó, tiếp xúc với F1 đó, thì chúng ta gọi F2, thì theo quy định giờ là phải cách ly tại nhà. Thì cách ly tại nhà thì tôi muốn nói thêm là cái người cách ly đó là phải có cái tinh thần tự giác cao. Là nếu mà chúng ta
cách ly mà thời hạn không đúng đó, thì trước tiên chúng ta sẽ lây nhiễm cho những người thân chúng ta trong gia đình trước. Nó rất là nguy hiểm. Do đó là và phải có cái bản cam kết với chính quyền về vấn đề thực hiện nghiêm túc cái cách ly tại nhà. Rồi những cái nội dung là cách ly phải có ở phòng riêng, rồi sử dụng vật dụng riêng, rồi coi như là ăn những cái bữa ăn riêng. Thì nãy chỗ của bác Mỹ cũng đã nói rồi. Còn những người là tiếp xúc vòng 3, là tức người tiếp xúc với những người F2 đó, thì hiện tại bây giờ đó thì coi như là chúng ta cũng cẩn thận, là chúng ta cũng cho khuyến cáo là tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Những người mà cách ly tại nhà đó thì có sự giám sát của y tế địa phương. Còn những người tự theo dõi sức khỏe tại nhà thì cũng là khuyến khích là ở tại nhà, không đi làm, không đi đến những cái sự kiện đông người. Rồi cũng là có cái triệu chứng gì lạ đó, bất thường đó, thì báo cho y tế địa phương thôi, chứ địa phương không cần phải giám sát hàng ngày giống như cách ly tại nhà. Tuy nhiên thì sẵn đây tôi cũng có nói cái trường hợp mà gần đây thì dư luận mình cũng rất là sợ, là vấn đề tại sao mà F1 âm tính mà lại coi như F2 F2 là dương hoặc là F3 dương. Thì cái này thì nó cũng là rất hiếm khi xảy ra. Trong cái điều kiện mà thí dụ như những ở địa phương mà do ca bệnh xâm nhập vô nó chưa có ca bệnh ở cộng đồng á, thì đa số là thường là F1 dương, thì coi như là sau đó thì F2 mới có khả năng dương. Còn cái vấn đề mà F1 âm mà F2 dương đó, thì trong một số trường hợp là những cái nơi mà dịch bệnh kéo dài, hoặc trong những cái khu cách ly đó, thì nó xảy ra trong những trường hợp. Thứ nhất đó là cái vấn đề xét nghiệm có khả năng là bị sai sót. Rồi cái thứ hai nữa là do phát hiện chậm thì cái khi mà F1 nó đã qua cái thời gian nhiễm bệnh rồi, nó có dự khỏi đó, thì lúc đó là mới phát hiện ra coi như là F2 dương, thì lúc đó là F1 đã âm rồi. Cái trường hợp thứ ba nữa là trong cái những cái khu mà đông người, khu cách ly tập trung đó, có thể là lây nhiễm chéo, như vậy thì coi như là không phải là lây từ cái F2 này dương, không phải lây từ cái F1 đầu tiên, mà do một cái nguồn là cái F0 khác. F0 khác. Thì đặc biệt là những cái nơi mà dùng dịch coi như là diễn biến phức tạp, có những cái ca lây nhiễm tại cộng đồng đó, thì những cái trường hợp đó cũng dễ xảy ra. Do đó cái này cũng nói thêm để cho bà con cũng an tâm trong trường hợp mà cũng quá lo lắng trong những trường hợp đó. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Trúc ạ. Quý vị và các bạn thân mến, từ đầu chương trình cho đến giờ thì chúng ta đã được nghe các bác sĩ thông tin khá nhiều các vấn đề liên quan đến COVID-19, từ những cái triệu chứng, việc điều trị bệnh COVID-19 cũng như là những lưu ý trong việc tuân thủ, thực hiện đúng các quy định, thông điệp của Bộ Y tế về việc phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Và lúc này đây, thời gian còn lại của chương trình thì chúng tôi sẽ dành để quý khán giả giao lưu trực tiếp với các bác sĩ, đưa ra những thắc mắc của quý vị xoay quanh chủ đề của chương trình hôm nay là việc phát hiện và điều trị COVID-19, để cho các bác sĩ giải đáp cho quý vị. Hãy gọi về cho chúng tôi qua hai số điện thoại đường dây nóng, đó là 02923-600-842 và 02923-600-843 quý vị nhé. Và bây giờ thì Phương Nguyên xin được nhờ bộ phận kỹ thuật sẽ hỗ trợ chúng tôi kết nối với các khán giả của chương trình. Mình xin mời các khán giả đặt câu hỏi cho các bác sĩ của chúng ta. Alo. Dạ, xin chào các bác sĩ của chương trình Khỏe là Hạnh Phúc ạ. Bạn ơi, hiện giờ tín hiệu của chúng tôi nhận được hơi nhỏ, bạn có thể nói lớn hơn tiếng nha. Bạn có thể giới thiệu dạ, về mình. Dạ, xin chào các bác sĩ ạ. Vâng ạ, chào bạn ạ. Dạ. Bạn hãy giới thiệu thông tin về mình ạ. Dạ, em tên Tâm ở quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ ạ. Em xin hỏi là dạ. Vâng, chào Tâm ạ. Tâm cứ đưa ra những câu hỏi của mình để các bác sĩ tư vấn cho bạn nhé. Dạ, thưa bác sĩ, em xin hỏi là em đọc báo thấy có một số trường hợp khi chích ngừa vẫn bị nhiễm COVID-19. Tại sao lại như vậy ạ? Rồi, cảm ơn Tâm. Bạn còn vấn đề gì muốn hỏi không ạ? Dạ, hết rồi ạ. Vâng, chào bạn ạ. Với câu hỏi của khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay là bạn Tâm. Bạn hỏi về những trường hợp chích ngừa rồi mà vẫn bị nhiễm COVID-19, thì với câu hỏi này xin được mời bác sĩ Quỳnh Minh Trúc thông tin cho bạn. Xin cảm ơn câu hỏi rất hay của cô Tâm. Thì thực tế là cái này cũng đã xảy ra rồi.
chúng ta cũng biết là có nhiều trường hợp là đặc biệt được rồi là những cái bác sĩ ở bệnh viện nhiệt đới thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiêm đủ 2 mũi nhưng mà vẫn là bị nhiễm. Thì cái này chúng ta biết là trước do cái tiêm cái COVID đại trà thì coi như không có khuyến cáo là trước khi tiêm phải xét nghiệm có nhiễm hay chưa. Đó, do đó là coi như là những cái trường hợp này đó thì có khả năng đó là cái người tiêm ngừa đã bị nhiễm trước đó. Cái thứ hai nữa là cái loại vaccine của COVID đó, gần đây thì được cấp phép một cách khẩn cấp. Thì do đó là vấn đề hiệu lực và coi như là cũng như là cái hiệu quả bảo vệ của vaccine, coi như tác dụng kéo dài bao lâu thì cũng chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ. Do đó là có những nhìn loại vaccine, thí dụ như cái loại vaccine của AstraZeneca mà chúng ta đang tiêm ở thành phố Cần Thơ đó, thì hiện tại thì người ta theo các nghiên cứu thì người ta thấy tùy nghiên cứu, nhưng mà có nghiên cứu thì người ta nói khoảng nếu tiêm đủ 2 mũi thì cái hiệu quả bảo vệ cũng khoảng là 72% thôi. Do đó là so với những cái loại vaccine mà lâu đời trước đây đó thì coi như là hiệu quả bảo vệ của các vaccine gần đây thì nó không bằng. Thì do đó là cái đó là về mặt cái vaccine, do đó một số người thì coi như lọt khỏi cái 70%. Cái thứ hai nữa là cái riêng về cái cơ địa của cái người tiêm đó đáp ứng cái miễn dịch nó cũng khác nhau. Có người đó thì coi như là có do bệnh nền hoặc là do cơ thể suy yếu, hoặc là khi tiêm vaccine thì đang dùng một số loại thuốc ức chế miễn dịch chẳng hạn đó, thì coi như có thể là cũng không có tạo cái vaccine một cách đầy đủ, tạo cái miễn dịch một cách đầy đủ. Cái nữa thì cái vấn đề cái sau khi tiêm vaccine đó thì nó phải có một cái thời gian để nó tạo ra cái miễn dịch. Thì người ta thấy là trung bình là từ 2 cho đến 8 tuần, thì trung bình là 4 tuần thì mới có miễn dịch bảo vệ. Do đó là sau khi tiêm đó mà chúng ta vẫn tiếp xúc những cái đối tượng nguy cơ thì chưa cơ thể chưa đủ tạo đủ miễn dịch thì nó cũng dễ bị nhiễm bệnh. Do đó thì tôi cũng khuyến cáo bà con là khi chúng ta được tiêm ngừa vaccine rồi đó cũng không được chủ quan, mà coi như là cố gắng chúng ta thực hiện kết hợp, ưu tiên là vẫn tiếp tục hiện 5K và chúng ta chờ cái thời gian để mà vaccine nó có tác dụng cái vấn đề bảo vệ phát huy được cái vấn đề miễn dịch. Xin được cảm ơn những giải đáp của bác sĩ Quỳnh Minh Trúc cho bạn Tâm ạ. Và tiếp tục thì chúng tôi xin mời các khán giả đặt câu hỏi của mình, đưa ra những thắc mắc của mình cho các bác sĩ của chúng tôi giải đáp ạ. Alo. Dạ alo. Chào bạn ạ. Dạ. Bạn giới thiệu với mình nhé. Dạ em chào chị, em chào các bác sĩ của chương trình Khỏe là Hạnh Phúc. Em tên là Quỳnh An ở Nhân Ái, Phong Điền, Cần Thơ chị. Bạn nêu ra cái thắc mắc của mình, câu hỏi của mình để các bác sĩ nghe rõ và giải đáp cho bạn nhé. Dạ em có câu hỏi là gần đây thì em thấy có nhiều người phải uống phản vệ sau khi tiêm ngừa COVID-19 đó chị. Cho em hỏi bác sĩ là người nhà của em là cô em có bị bệnh tim mạch, nó là thiếu máu cục bộ. Có thêm cái bệnh lupus ban đỏ đây, còn thiêu-co-ít nữa. Cho em hỏi là có cô em có tiêm ngừa được không, chứ lại cần theo dõi sau tiêm bao lâu thì gọi là an toàn đó chị. Vâng ạ. Xin hỏi các bác sĩ nghe rõ câu hỏi của bạn khán giả không ạ? Vâng, xin cảm ơn bạn ạ. Và với câu hỏi này, phụ huynh xin được mời bác sĩ Phúc Mỹ giải đáp cho bạn An ạ. Cảm ơn bác Quyền An. Câu hỏi em đặt ra rất là hay, và có lẽ là đây là thắc mắc của rất là nhiều đông đảo bà con mình. Cũng như hồi nãy bác sĩ Trúc có nói, tức là nếu mà bệnh nhân mà đang uống thuốc miễn dịch thì sẽ khi tiêm ngừa sẽ không có tạo ra được miễn dịch hoặc là sẽ ức chế lại. Cho nên nếu mà em có người nhà bị lupus ban đỏ đang phải điều trị bằng thuốc ức chế miễn dịch là corticoid thì bắt buộc mình muốn tiêm ngừa thì phải ngưng tối thiểu là 14 ngày rồi mình sẽ tiêm ngừa. Còn đối với những bệnh nhân như cô của em mà bị bệnh tim mạch, thiếu máu cục bộ cơ tim, đó là những bệnh nền có sẵn, thì đối với những bệnh nhân mà có bệnh nền mà không phải là đang là bệnh nặng đang điều trị ở bệnh viện thì là đối tượng nên tiêm và càng phải tiêm ngừa để mà có thể bảo vệ mình trước cái làn sóng COVID-19 này. Còn tiêm bao lâu, tiêm và theo dõi trong bao lâu thì thông thường như khuyến cáo của bộ thì sau khi tiêm thì mình nên ở lại cơ sở y tế trong 30 phút để theo dõi được những dấu hiệu của phản vệ mà quá mức mà cần phải điều trị tại bệnh viện.
Dạ. Dù như là có thể là nôn ói dữ dội hay là đau bụng hay là trị mạch đột huyết áp gì đó, và những cái dấu hiệu gọi là phản vệ quá mức. Dạ. Rồi sau đó thì mình có thể về nhà và tự theo dõi những cái phản ứng sau tiêm. Hồi nãy có nghe bé Quyền An nói là rất là nhiều những cái phản vệ thì có vẻ là nó không có đúng lắm, mà chỉ là những cái phản ứng sau tiêm thôi. Ví dụ như sốt hay là đau nơi tim hay là có thể đau cơ gì đó, thì nó sẽ những cái triệu chứng đó nó sẽ khỏi trong vòng 24, 48 hoặc thậm chí là 72 giờ. Yeah. Thì cái mức độ mình theo dõi tại nhà sau 24 tiếng là coi như vượt qua được cái sự phản ứng phản vệ thông thường. Yeah. Và gần như là an toàn. Nhưng mà an toàn nhất là vẫn là sau 28 ngày sau khi tiêm. Yeah. Bởi vì trong 28 ngày đó có thể có những cái phản ứng muộn. Yeah. Của tiêm ngừa, nhưng mà tỷ lệ thì rất 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 là thấp. Yeah. Nên bà con mình yên tâm trong cái việc tiêm ngừa. Vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ Trần Ngô Phúc Mỹ ạ. Và liên tục chương trình thì xin mời các bác sĩ giải đáp qua câu hỏi của một khán giả cũng gọi đến hai số điện thoại đường dây nóng, nhưng mà nhờ bộ phận thư ký chuyển câu hỏi của khán giả đến cho chúng tôi. Đó là khán giả Hoàng Minh ở quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Khán giả có số điện thoại cuối là 353. Khán giả này muốn hỏi là virus COVID-19 thì tồn tại bao lâu trong môi trường tự nhiên? Và với câu hỏi này chúng tôi xin được mời bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Mạnh Hồng giải đáp cho bạn. Vâng, bạn Hoàng Minh thân mến, câu hỏi của bạn là virus COVID-19 tồn tại bao lâu ở trong môi trường tự nhiên. Thì dưới ánh nắng mặt trời thì COVID-19 đâu, mà tất cả các loại virus nói chung dưới tia nắng trực tiếp của ánh sáng mặt trời thì nó sẽ bị tiêu diệt trong vòng 3 đến 5 phút. Còn nó sẽ tồn tại trong nhiều giờ ở trong môi trường tự nhiên của chúng ta, trong môi trường tự nhiên của chúng ta, tức là môi trường ở có nhiệt độ là 27 độ C. Còn ở trong môi trường thấp hơn, nhưng mà trong môi trường máy lạnh thì có thể là trong nhiều giờ hoặc là nhiều ngày nó sẽ vẫn còn tồn tại. Nên do đó thì trong cái khuyến cáo của Bộ Y tế đó, thì chúng ta nên để phòng thoáng mát, có thông gió, đừng nên để cái phòng chúng ta kính và máy lạnh suốt thì nó không tốt. Vâng ạ. Xin cảm ơn bác sĩ Trần Mạnh Hồng ạ. Và ít phút còn lại của chương trình thì Phụng Viên xin mời quý khán giả tiếp tục đặt câu hỏi cho các bác sĩ của chúng ta. Xin mời ạ. Dạ, alo. Alo, chào bạn. Bạn giới thiệu về mình nhé. Dạ, em tên Trần Thúy Hằng, em ở Ô Môn á chị. Chào Thúy Hằng, khán giả ở quận Ô Môn. Bạn nêu ra câu hỏi để các bác sĩ chúng ta giải đáp cho bạn nhé. Dạ, em có một câu hỏi, xin hỏi các bác sĩ ạ. Là khi mà mình tiêm 2 mũi vaccine rồi á, thì sau bao lâu cơ thể mình nó mới có tác dụng để bảo vệ mình khỏi cái virus đó được bà chị? Vâng ạ. Bạn còn vấn đề gì muốn hỏi nữa không ạ? Dạ hết ạ. Dạ em cảm ơn. Vâng ạ. Các bác sĩ cũng đã nghe rõ câu hỏi của bạn ạ. Với câu hỏi của bạn Thúy Hằng thì xin mời bác sĩ Trần Công Phúc Mỹ thông tin cho bạn. Cảm ơn em Thúy Hằng đã đặt câu hỏi. Sau khi tiêm ngừa mà cái thời gian mà để gọi là tiêm ngừa hoàn chỉnh thì là tức là sau khi tiêm mũi 2 khoảng 2 tuần thì tác dụng của tiêm ngừa sẽ có. Cái coi như là hoàn chỉnh á, nhưng mà hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh thì bắt buộc mình vẫn phải lúc nào cũng là thông điệp 5K. Tại vì bây giờ để chấm dứt cái đại dịch Covid này thì mình cũng biết rồi, thông điệp hay nhất vẫn là vaccine, 5K và điều trị. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Ngọc Phúc Mỹ và xin hỏi các bác sĩ có vấn đề gì muốn chia sẻ thêm. Thì tôi cũng muốn bổ sung thêm cho cái câu hỏi của cô Tâm ở cái răng nãy đó. Thì mặc dù là có người tiêm sau tiêm mà vẫn bị nhiễm. Tuy nhiên đó thì cái lợi ích của vaccine đó là cái khi mà mình tiêm đủ 2 mũi bị nhiễm đó thì coi như là thường người ta thấy là cái triệu chứng chuyển sang bệnh nặng là không có. Người ta thấy nghiên cứu là cái vaccine AstraZeneca đó thì tiêm mũi 1 thì coi như là khi mà có nhiễm bệnh đó thì coi như là ngăn ngừa được hơn 75% trường hợp là chuyển sang bệnh nặng và tử vong. Còn chích đủ 2 mũi đó thì coi như là ngăn ngừa được hơn 90% trường hợp chuyển bệnh nặng và tử vong. Đặc biệt là những người mà đã tiêm rồi mà bị nhiễm đó thì người ta thấy cái nồng độ virus phát tán ra nó cũng thấp hơn những người thôi. Những người mà chưa tiêm, do đó là cái khả năng lây lan cho người khác thì thấp hơn. Và chúng ta thấy cũng minh chứng là cái trong cái trường hợp mà các bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới Hồ Chí Minh đó
chúng ta thấy phát hiện các trường hợp mà đã tiêm bị nhiễm thì nhưng mà sau đó đó là coi như là cái những trường hợp lây trong bệnh viện nó rất là ít, hầu như không có. Yeah. Thành ra là cái đó là chúng ta thấy là cũng lợi ích của vaccine. Yeah. Cũng rất là tốt. Yeah. Xin được cảm ơn bác sĩ Quỳnh Minh Trúc ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, qua hai số điện thoại đường dây nóng của chương trình thì chúng tôi đã nhận được khá nhiều các câu hỏi của quý khán giả gọi đến cho chương trình, nêu ra những thắc mắc của quý vị về việc phát hiện và điều trị COVID-19 để cho các bác sĩ của chúng ta giải đáp. Tuy nhiên, đối với những câu hỏi nào chưa được giải đáp trong chương trình trực tiếp hôm nay thì các nhân viên y tế của Phòng Công tác Xã hội Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ giải đáp cho quý vị qua số điện thoại 0901215115 quý vị nhé. Dạ thưa quý vị, Phương Quyên hy vọng rằng là qua chương trình tọa đàm hôm nay đã mang đến cho quý khán giả xem truyền hình thành phố Cần Thơ những kiến thức, những thông tin bổ ích để quý vị có thể biết cách phát hiện cũng như là biết cách điều trị bệnh COVID-19. Bởi khi mà chúng ta đã hiểu rõ sự việc thì có lẽ là cái sự hoang mang lo lắng của chúng ta sẽ không còn nữa, mà chúng ta hãy yên tâm, tự tin để phòng tránh bệnh, bảo vệ an toàn cho bản thân và cho cộng đồng. Chúng ta hãy cùng duy trì một lối sống tích cực và khỏe mạnh quý vị nha. Và đến đây thì chúng tôi xin kết lại chương trình tọa đàm trực tiếp kỳ 1 hôm nay Khỏe là hạnh phúc với chủ đề phát hiện và điều trị COVID-19. Và chúng tôi cũng xin mời quý vị đồng hành cùng chúng tôi tiếp tục đến với chương trình Khỏe là hạnh phúc kỳ 2 với chủ đề nhồi máu não và các phương pháp điều trị hiện đại, sẽ được trực tiếp vào lúc 15:55 ngày Chủ nhật 11 tháng 7 trên truyền hình thành phố Cần Thơ. Quý vị hãy đón theo dõi nha. Một lần nữa chúng tôi xin được trân trọng cảm ơn ba vị khách mời, cảm ơn ba bác sĩ đã đến với chương trình và có những chia sẻ rất hữu ích cho khán giả của chương trình này. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu đã luôn đồng hành cùng chương trình này. Và xin kính chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại quý vị vào Chủ nhật tuần sau.